Công tác xã hội luôn được xác định là một trong ba chân kiền quan trọng trong hoạt động của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhiều chương trình ý nghĩa thời gian qua đã thể hiện trách nhiệm xã hội của một tờ báo đảng, tạo thêm cầu nối thiết thực với bạn đọc, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm. Nhằm chia sẻ hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh, mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập. Năm 2023, báo Sài Gòn Giải Phóng phát động chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường. Ngày 7 tháng 8, báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Việt Nam Stronger với tinh thần chăm lo tất cả vì sự phát triển thể chất, tinh thần cho trẻ em, học sinh khó khăn ở các địa phương trên cả nước. Với khái niệm chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng, ban tổ chức mong muốn gửi đến khán giả một chương trình nghệ thuật khác biệt so với nhiều chương trình ca nhạc giải trí hiện nay. Mỗi tiết mục âm thanh trong chương trình sẽ chạm đến những cảm xúc trong trái tim mỗi người. Ngày 20 tháng 9, chương trình Việt Nam Stronger mùa đầu tiên có chủ đề Giấc mơ phù động chính thức được công bố. Đây là một chương trình ca nhạc với mục đích nhân văn và lan tỏa nhiều thông điệp từ cuộc sống để qua đó vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng và cho dự án YBA, ngôi nhà tri thức, thư viện container thuộc quỹ Tấm lòng vàng Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Khởi động chuỗi sự kiện tháng 9, trong hai ngày 11 và 12 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng đến trao thư viện với mỗi thư viện trị giá 150 triệu đồng cho hai trường trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi ở ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố ở ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với sự đồng hành tài trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC FE Credit. Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng bàn giao, thư viện của trường trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi đã nối liền nhà tiền chế với thư viện hiện hữu có diện tích khoảng 40m², tạo nên không gian xanh, thông thoáng, qua đó giúp không gian đọc cho các em học sinh được mở rộng. Từ đó thư viện trở nên hấp dẫn hơn, giúp học sinh tăng cường đến thư viện, nâng cao hiệu quả học tập. Còn tại trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, ngay sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng bàn giao, thư viện của trường này cũng đã được cải tạo nâng cấp. Cùng với đó, thư viện còn được lắp đặt 6 bộ máy vi tính để bàn, 6 bộ bàn ghế máy tính, 6 kệ sách, thêm hàng trăm đầu sách các loại để phục vụ nhu cầu học tập, trau dồi kiến thức cho học sinh. Cũng dịp này, báo Sài Gòn Giải Phóng quyết định trao tặng 20 suất học bổng với mỗi suất 1 triệu đồng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố. Tiếp tục sứ mệnh cầu nối thắp sáng yêu thương, ngày 25 tháng 9, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Khuyến tài Nguyễn Đình Chiểu tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường và vui hội trung thu cho các em học sinh hai trường trung học cơ sở An Đức ở xã An Đức và trường trung học cơ sở Tân Xuân ở xã Tân Xuân. Sau thời gian khảo sát, báo Sài Gòn Giải Phóng quyết định đầu tư cải tạo, trang bị thư viện cho trường trung học cơ sở An Đức, trường trung học cơ sở Tân Xuân với mong muốn kịp thời làm mới khu vực đọc sách của các trường, góp phần động viên tinh thần thầy trò, lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh. Chương trình đã hỗ trợ kinh phí cho hai trường để sửa chữa, cải tạo thư viện và trang thiết bị thư viện, bao gồm 10 bộ máy vi tính, tivi, sách, tài liệu tham khảo các loại. Nhân dịp Tết Trung Thu, thấu hiểu sự khó khăn của các em học sinh, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình vui hội Trung Thu cho gần 350 học sinh tại trường trung học cơ sở An Đức với phần quà thiết thực gồm có tập vở, bánh Trung Thu, lồng đèn, trứng gà tiềm đóng gói, sữa TH Trumil, sinh tố nha đam đóng gói. Tại đây, ban tổ chức còn trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi suất 1 triệu đồng. Ngày 27 tháng 9, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng lại tiếp tục mang niềm vui Trung Thu ấm áp đến với trẻ em dân tộc thiểu số ở xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng khi có sự phối hợp với tỉnh đoàn Sóc Trăng cùng với sự tham gia của các sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Tại chương trình, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã trao 20 suất học bổng với mỗi suất 1 triệu đồng, tặng 10 xe đạp với mỗi chiếc 1,5 triệu đồng, 200 phần quà gồm bánh kẹo, trung thu, lồng đèn cùng hàng ngàn tập vở, quần áo dành tặng cho các em.
Ngày 29 tháng 9, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường đến với học sinh nghèo tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Mạnh Thường Quân, Thủy An, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 100 suất học bổng với mỗi suất 1 triệu đồng cùng với 2.000 tập vở và hàng chục ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Của hai điểm trường tiểu học Đạ Mờ Trông và trường trung học cơ sở Đạ Mờ Trông đều đóng trên địa bàn xã Đạ Mờ Trông, huyện Đam Trông, để qua đó kịp thời động viên tinh thần vững bước trên con đường học tập cho các em học sinh tại đây. Nằm trong kế hoạch năm 2023, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng còn phối hợp với công ty Lê Bảo Minh trao tặng 500 triệu đồng để xây dựng mới 3 phòng học, sửa chữa công trình vệ sinh, trang bị máy lọc nước cho điểm trường tiểu học Bản 2 ở thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào tháng 7 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cũng chính tại đây, báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao tặng 30 suất học bổng với mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc Tru Văn Kiều có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Trước đó, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng còn thực hiện hàng loạt chuyến đi trao tặng học bổng, xe đạp đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới như Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Nghệ An, để qua đó kịp thời giúp các em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục con đường đến trường. Năm 2023, báo Sài Gòn Giải Phóng phát động chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường. Đến thời điểm này, chương trình đã vận động được trên 12,5 tỷ đồng để triển khai các nội dung từ thiện. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực chăm lo sự phát triển về thể chất, tri thức, tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và sẽ được báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì thực hiện thường xuyên lâu dài.